Ngày 20 tháng 12. Sợ nỗi sợ chết. Vậy anh có nhận ra điều tồi tệ nhất trong những tội lỗi của con người, dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy sự khúm núm và hèn nhát, không phải là cái chết, mà là nỗi sợ chết. Tôi khuyên anh nên rèn luyện bản thân chống lại nỗi sợ hãi này. Hãy thay đổi suy nghĩ, luyện tập và học hỏi theo tinh thần chống lại nỗi sợ chết. Và anh sẽ được biết đến con đường duy nhất dẫn tới sự tự do của con người. Trích những bài học của Epictetus. Để chuẩn bị tâm lý cho mình trước khi tự sát, thay vì khuất phục khi Julius Caesar hủy diệt Cộng hòa La Mã, nhà triết học khắc kỷ vĩ đại Cato trẻ đã đọc một chút Phaedo của Plato. Trong đó Plato viết: đứa trẻ trong chúng ta run rẩy trước cái chết. Cái chết thật đáng sợ, bởi nó là một ẩn số. Không ai có thể quay trở lại và cho chúng ta biết cái chết diễn ra như thế nào. Chúng ta không biết gì về nó. Dù chúng ta chẳng biết gì về cái chết, vẫn có rất nhiều cá nhân thông tuệ có thể cho chúng ta biết một chút thông tin. Ít nhất là vậy. Có một lý do khiến những người già nhất thế giới dường như không bao giờ sợ chết. Họ có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó hơn chúng ta. Và họ nhận ra lo lắng là điều vô nghĩa như thế nào. Còn có những nguồn tài liệu tuyệt vời khác. Vào cuốn nhật ký khắc kỷ của Florida Scott Maxwell trong thời gian cô ấy mắc bệnh nan y, The Measure of My Days, tạm dịch những ngày còn lại của tôi, là một trong số đó. Những lời nổi tiếng của Seneca dành cho gia đình và bạn bè của ông, những người đã suy sụp và cầu xin những kẻ hành quyết, cũng là một lời khuyên quý giá. Seneca nhẹ nhàng trách cứ họ: những châm ngôn triết học của các ngươi để đâu hết rồi? Sự chuẩn bị kéo dài nhiều năm trước những tai họa ở đâu hết rồi? Triết học có những câu nói đầy cảm hứng và dũng cảm của những cá nhân can trường, và những lời khuyên ấy có thể giúp chúng ta đối mặt với nỗi sợ cái chết. Các nhà khắc kỷ cũng đưa ra một chiêm nghiệm hữu ích khác về cái chết. Nếu cái chết thực sự là dấu chấm hết, thì đâu còn gì để sợ hãi, vì mọi thứ, từ nỗi sợ hãi đến cảm giác đau đớn, những nỗi lo và những mong muốn còn sót lại, đều sẽ bay biến khi ta trở về với đất. Cái chết đáng sợ, nhưng hãy nhớ rằng nó cũng kết liễu nỗi sợ hãi.